Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Innovate Venture và mình là Mr. Ken. Trong một tuần vừa qua là một tuần rất là bùng nổ đối với sinh thái của Phantom và đặc biệt là đối với những Phantom Holder thì đây là một tuần chắc chắn là không thể nào chúng ta quên được khi mà TVL của Phantom đã cán mốc là 10 tỷ đô. Và trong nội dung của video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn chúng ta cập nhật về hệ sinh thái của Phantom trong thời gian vừa qua các bạn nhé. Trước khi bắt đầu video này thì như thường lệ nếu như các bạn thấy video này hay và mang nhiều thông tin hữu ích thì nhớ like và subscribe kênh YouTube của bọn mình. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Ok, như các bạn đã biết thì trong tuần vừa qua thì Phantom FTM đã đạt được new ATH mới là 242 đô la Mỹ với market cap là 6,2 tỷ đô và đạt thứ hạng là 34 ở trên bảng xếp hạng của market cap. Ok, và đây là biểu đồ của Phantom. Trong khoảng là một tháng trước thì mình đã cho các bạn chúng ta mua được Phantom ở cái entry là khoảng là 0.95 đến là 1.1 đô la Mỹ ha. Sau khi mà nó về đúng được cái vùng là 0.95 đến 1 thì Phantom đã có cái sự bùng nổ rất là tốt và tăng trưởng đến 204 đô la Mỹ. Thì các bạn nào mà chúng ta follow theo kênh của mình thì mình đã cho các bạn chốt Phantom ở cái vùng là 2.2 đến 2.3 đô la Mỹ ha, thì cũng gần đỉnh. Và hiện tại thì Phantom đang có cái sự điều chỉnh về lại gần với cái đỉnh gần nhất đây là khoảng là 21.95 đô la Mỹ ha. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại về tổng quan hệ sinh thái của Phantom trong tuần qua có điều gì đặc biệt. Đây là kênh Twitter của Phantomians, một trong những kênh Twitter mà mình thấy là họ cập nhật thông tin cũng rất là tốt. Đầu tiên thì đây là hệ sinh thái của Phantom ha, Phantom Ecosystem. Các bạn thấy là hiện tại Phantom đang mở rộng cả về những cái mảng như là DeFi, NFT, meme, infrastructure, Oracle, payment, governance, data, rồi Launchpad. Ok, và trong tuần đầu tiên của tháng 10 thì chương trình Ecosystem Spotlight của Phantom đã tiếp tục đón thêm một thành viên mới là Taros Finance. Taros Finance là một trong những nền tảng về Leverage Geofarming Aggregator cho phép chúng ta có thể là vay để mà farming với một cái lợi nhuận cao hơn rất là nhiều lần. Về mối hệ hợp tác thì trong tuần vừa qua Phantom đã hợp tác cùng với Nansen. Nansen là một trong những công cụ phân tích dữ liệu on-chain ở trên thị trường. Trước đây thì Nansen chỉ hỗ trợ cho Ethereum, tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì dự án này cũng đã hỗ trợ cho Phantom, Polygon và sắp tới đây thì có thể là BSC và Celo. Thông qua sự kiện này chúng ta thấy là hiện tại cái người dùng, lượng người dùng của Phantom hiện tại là đủ lớn. Và dĩ nhiên thì với sự hỗ trợ này từ Nansen thì các nhà đầu tư cũng như là những holder của Phantom sẽ có nhiều cái insight sẽ là thú vị hơn và giá trị hơn trong thời gian sắp tới. Ok, và tiếp theo là nhân vật chính đã thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái của Phantom bùng nổ trong thời gian vừa qua. Đây chính là Gas Finance. Chỉ trong vòng 3 ngày từ khi mà dự án Gas Finance này được ra mắt thì TVL của Gas Finance đã tăng trưởng lên con số là 12 tỷ đô. Gas Finance là một trong những giao thức về lending ở trên nền tảng của Phantom và sự tăng trưởng của Gas Finance thì nó sẽ có 3 nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên thì chúng ta thấy là cái chương trình Farming Incentive của Gas Finance thì nó có cái tỷ lệ lợi nhuận rất là cao, APR lên tới là 10.000% trong một vài giờ đầu tiên. Thì cái điều này đã khiến cho những cái nhà đầu cơ họ đã chuyển tiền từ những hệ sinh thái khác chuyển sang protocol của Gas Finance. Hiện tại thì chúng ta thấy là họ đã có cái chương trình là stake hoặc là lock Gas để mà nhận thêm cái phần thưởng là lên tới là 449%, rất là cao. Lý do thứ hai và cũng là câu trả lời cho cái câu hỏi là tại sao người dùng là có thể là tự tin để mà dịch chuyển dòng tiền từ hệ sinh thái khác mà chuyển vào hệ sinh thái của Phantom thông qua Gas Finance. Đó chính là ví Multisig của Gas Finance được kiểm soát bởi 5 thành viên nằm trong đội ngũ của Spooky Swap, sàn DEX của Phantom, DeFi Llama, Curve và thành viên của Phantom Foundation. Chính vì thế cho nên là độ tín nhiệm cũng như là cái độ uy tín của Gas Finance rất là cao và dễ dàng thu hút được cả dòng tiền từ bên ngoài đổ vào. Và lý do thứ ba là dự án Gas Finance này thông báo là họ cũng sẽ airdrop cho người dùng ở trên các nền tảng của Curve, Ellipsis, EBS, AAVE và Lobster DAO. Và điều này thì cũng đã giúp cho cái giá trị của đồng gas này khi mà nó ra mắt cũng đã được cộng đồng đón nhận và tăng trưởng rất là mạnh ha. Thì trong thời gian ngắn thì cái giá trị của đồng gas đã được đẩy lên tới mức là hơn 30 đô la Mỹ. Hiện tại thì nó đang dao động trong khoảng là 2 đô ha. Hiện tại nó đang giảm rất là sâu. Tuy nhiên thì mình nghĩ là đây là một trong những cái hidden gem mà chúng ta có thể quan tâm để bắt đầu quyết định đầu tư các bạn nhé. Về lĩnh vực DeFi thì trong tuần qua Phantom cũng nhận được sự chú ý từ dự án là Yearn Finance. Đây cũng là một protocol nhưng cũng là một trong những hệ sinh thái được điều hành bởi Andre Kontrer.
một trong những KOL có tiếng ở trong lĩnh vực DeFi. Và trong thời gian tới thì Yuan Finance sẽ tích hợp thêm nền tảng của Phantom Blockchain. Tiếp theo là về OpenOcean. Thì đây là một trong những nền tảng về trading aggregator nổi bật ở trên thị trường khi mà tổng hợp thanh khoản của các cái sàn DEX và các cái sàn SEX. Hiện tại thì họ đang là tổng hợp thanh khoản của 19 sàn DEX khác nhau và 3 sàn SEX khác nhau. Nếu như các bạn tìm hiểu sâu về OpenOcean thì đây là một trong những dự án họ hoạt động về multi-chain ở trên 14 mạng lưới khác nhau. Và mạng lưới được tích hợp gần đây nhất chính là mạng lưới của Phantom. Sự có mặt của dự án OpenOcean thì cũng đã giúp cho DeFi ở trên hệ sinh thái của Phantom trở nên là đa dạng hơn, cũng như điều đó cho thấy là Phantom sẽ là mạng lưới mà không thể bỏ qua đối với những dự án họ sẽ có mục tiêu là phát triển về multi-chain. Ok, và bên cạnh đó thì SpookySwap, một trong những sàn DEX ở trên hệ sinh thái của Phantom, thì trong tuần vừa qua cũng đã thông báo là họ đã đạt được cái cột mốc tổng mức TVL đạt là 500 triệu đô la Mỹ ha. Thì đây cũng là một trong những cái cột mốc đáng chú ý của họ. Bên cạnh đó thì SpookySwap họ cũng đã mở rộng thêm những cái cầu nối đến hệ sinh thái của Avalanche, Polygon và Arbitrum trong thời gian sắp tới. Thì đây sẽ là một trong những cái dấu hiệu sẽ thu hút dòng tiền từ những hệ sinh thái khác đổ vào Phantom. Ok, như vậy là vừa rồi là những cái tin tức tổng hợp đáng chú ý của Phantom trong thời gian vừa qua. Ở trên biểu đồ của Phantom thì chúng ta thấy là hiện tại thì Phantom đang có một cái đà điều chỉnh nhẹ về vùng hỗ trợ gần nhất của nó là 195 đô la Mỹ ha. Hy vọng là trong khoảng là 2 tháng cuối năm sắp tới thì Phantom sẽ đạt được cái cột mốc khoảng là 3, 4 hoặc là 5 đô la Mỹ theo cái mong đợi của những holder của Phantom. Và những nội dung ở trong video ngày hôm nay của mình thì hy vọng là sẽ giúp cho các bạn chúng ta sẽ có được thêm những cái thông tin cần thiết trong quá trình mà chúng ta đầu tư vào hệ sinh thái của Phantom. Nếu thích video này thì các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của mình, đồng thời là tham gia vào cộng đồng của mình theo đường link Facebook và Telegram mà bọn mình để phía dưới phần mô tả của video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.